Xin chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin bán thanh lý cho các bác một đôi loa của Nhật Bản Chiyo ZL700. Xin lưu ý với các bác, đây là một đôi loa có tiếng bát đánh cực kỳ hay các bác nhé. Em gọi là nó là có một con bát gọi là siêu bát các bác. Với con bát màng lõm và độ nhạy cực kỳ cao, độ động cũng rất sâu các bác nhìn này, độ sâu của bác. Và con loa này nó sử dụng gân vải tẩm dầu, nhưng mà điều đặc biệt là nó có độ nhạy và độ mềm mượt của cái gân rất là tuyệt vời. Đó. Với cái chất liệu gân này thì hầu như chỉ gặp trên những dòng loa cao cấp. Nhưng mà rất may mắn chiếc âm ly đôi loa ZL700 này lại được sở hữu một cái bộ gân và nhện rất tuyệt vời. Điều đó làm cho cái đôi loa này nó đánh tiếng bát rất là sâu và mềm mại. Thêm nữa là đôi loa này sử dụng 3 lỗ thông hơi nhỏ phía trước. Với lỗ thông hơi nhỏ như vậy nó sẽ có ưu điểm là, thứ nhất, vẫn đạt được cái gọi cái tính thoát hơi nhanh để đáp ứng cho một con bát độ động cao như vậy. Và điều đặc biệt nữa là những cái lỗ thông hơi nhỏ, như chia làm 3 lỗ nhỏ như vậy, thì nó làm cho cái tiếng trung trầm được kiểm soát rất tốt. Nên khi chúng ta nghe thì chúng ta thì cảm thấy được những cái giải tần siêu thấp, gọi là giải âm trầm các bác. Nghe nó thổi, nghe rất là êm tai, không giống như những đôi loa có lỗ thông hơi to phía trước các bác. Tiếng bát rất sâu và nặng các bác ạ. Và đôi loa này em đang đánh với chiếc âm ly Chiyo, Pioneer, các bác có thể nghe tiếng nó bẩn đấy ạ. Và các bác, chiếc âm ly Pioneer 6300 em vừa mới nhấc ra, chưa vệ sinh chưa gì cả, tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác. Các nút vẫn còn lẹt xẹt đấy các bác nhé. Đó các bác, vẫn còn lẹt xẹt các bác ạ. Thì đôi loa này em để lại các bác giá chỉ 4 triệu thôi. Các bác lưu ý là nó bị vỡ mất cái mái mười các bác nhé. Cái mái mười này do vận chuyển nó bị vỡ mất hai cái rãnh này, không ảnh hưởng gì đến chất âm, nhưng mà về hình thức thì nó hơi xấu. Và ê căng của nó rất may mắn, ê căng nó còn đẹp xuất sắc luôn. Đó. Như vậy là đôi loa này em xin để các bác giá chỉ 4 triệu tròn, giá rẻ được cả triệu đồng, gần triệu đồng các bác. Và chiếc âm ly Pioneer SA 6300 em để các bác giá chỉ 1 triệu 7. Cả bộ cấu hình này là 5.700.000 đồng. Nghe cực kỳ hay các bác. Đây là một âm ly nhỏ nhưng có võ. Đó, nó đánh được hai cầu AB cộng B 4-16 ohm, sử dụng 4 con sò xanh đen nhỏ, nhưng mà nó cho ra chất tiếng và uy lực rất tuyệt vời. Một âm ly nhỏ nhưng có võ các bác nha, nặng trịch. Và bây giờ em xin mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Em sẽ mở lại bài hát này. Có để ba giải bát trung chét đánh lên rất đều các bác. Còn nguyên cả catalog hướng dẫn phía sau Chiyo ZL700 các bác. 14 kg trên một thùng, 8 ohm, 92 dB. Có thể nghe thấy là một chiếc âm ly nó rất là nhỏ và giá chỉ rẻ thôi, 1.700.000 đồng của Pioneer, nhưng nó đánh cho đôi loa Nhật Bản bát 25, đánh tiếng bát rất hay và ba giải đều. Với bộ cấu hình này thì giá nó chưa đến 5 triệu đồng, âm ly giá 1.700.000, loa 4 triệu, xin lỗi các bác, giá chưa đến 6 triệu đồng.
giá chỉ có 5.700.000 đồng cả bộ cấu hình này, thật sự các bác quá hời. Và các bác lưu ý những dòng âm ly Pioneer 6.300 này, nó là một con âm ly cực kỳ dễ chơi, các bác đang đánh hai cầu AB, A cộng B các bác. Giá 4.000.000 GOZL 700 và chiếc MD Pioneer SA 6.300 giá 1.700.000 đồng thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại trên 0981193686 hoặc 0983662586, em giao hàng toàn quốc. Xin kính chào các bác. Đây là bộ cấu hình nghe đa thể loại giàu nhạc tính mà giá rất là rẻ các bác nhé, đôi loa to. Ngày tháng qua mau, 3 năm rời tay tôi.